cái toilet bất ổn. Ngày như bao ngày, tôi thức dậy vào buổi sáng. Và việc mà tôi cần làm vào buổi sáng đó là đi vệ sinh. Tôi thường bắt đầu một ngày mới bằng việc đi ẻ. Từ phải đóng cánh cửa để đã. Nào. Ui. Chuyện quái quỷ gì xảy ra với cái bồn cầu nhà tôi từ. Tôi cần phải đi gọi là nhờ nhà người khác vậy. Nào. Các bạn nhớ like và đăng ký để cứu cái toilet nhà tôi nhá.